Chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 3.600 doanh nghiệp thành lập mới. Số liệu này vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh công bố. Có hơn 3.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký trên 27.000 tỷ đồng. Thực tế này cho thấy môi trường đầu tư và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng được cải thiện và thông thoáng hơn. Bên cạnh hoạt động đăng ký thành lập mới, số lượng doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cũng khá nhiều. Cụ thể có hơn 5.600 doanh nghiệp với số vốn 31.000 tỷ đồng như vậy, tổng số đăng ký và bổ sung có trên 58.000 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong 2 tháng đầu năm nay, thành phố đã thu hút được 90 dự án đầu tư vốn trực tiếp từ nước ngoài, tổng số vốn gần 156 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 9% so với cùng kỳ.